Bạn trai cũ cưới, Linh Ngọc Đàm liên tục chúc phúc bảo vệ, hết lời khen ngợi nhan sắc cô dâu, khẳng định thích Khánh Huyền vì hiểu chuyện. Sau một thời gian yêu đương giấu kín, hot girl 2K4 Lê Thị Khánh Huyền đã chính thức lên xe hoa về chung một nhà với Thiếu Gia Bột, Duy Nhỏ. Ngoài hai nhân vật chính, dân tình cũng rất quan tâm đến động thái của nữ streamer Linh Ngọc Đàm, bởi cô chính là bạn gái cũ của Duy Nhỏ. Cả hai từng có với nhau một chuyện tình rất đẹp. Được biết, Khánh Huyền và Duy Nhỏ cũng đã tổ chức một lễ cưới nhỏ tại quê nhà. Thời điểm đó, Linh Ngọc Đàm cũng đã thể hiện rất rõ sự ủng hộ chúc phúc của mình. Nữ streamer không ngần ngại chia sẻ lại hình ảnh cô dâu mặc váy cưới và hết lời khen ngợi nhan sắc bà xã của bạn trai cũ. Đặc biệt, khi bị một số người dùng mạng liên tục nhắc đến tên, cô nàng liền thẳng thắn chia sẻ trên mạng xã hội: "Mình thật lòng vui và chúc phúc cho vợ chồng bạn mình. Hai người xứng đôi và cũng yêu thương nhau. Sắp tới, họ sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc và còn cả tương lai phía trước. Linh cũng vậy. Những người văn minh đọc đến đây chắc cũng hiểu ý mình. Đôi khi bạn muốn bảo vệ ai, việc duy nhất bạn cần làm là giữ khoảng cách với họ, vậy thôi." Người hâm mộ có thể thấy cô nàng rất sẵn lòng lên tiếng bảo vệ chuyện tình của bạn trai cũ. Thực tế, khi tin đồn hẹn hò giữa hot girl 10X Lê Thị Khánh Huyền và Thiếu Gia Bột Duy Nhỏ xuất hiện, công chúng đã ngay lập tức đổ dồn sự chú ý đến nữ streamer Linh Ngọc Đàm. Trái với tưởng tượng của nhiều người, cô nàng tỏ ra rất thoải mái. Thậm chí có khoảng thời gian, Linh Ngọc Đàm còn cùng với cặp đôi đi du lịch chung. Nữ streamer cũng không ngần ngại quay clip thân thiết bên cạnh người mới của bạn trai cũ. Cô từng khẳng định bản thân rất thích Khánh Huyền bởi hot girl 10X sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Còn Duy Nhỏ, nữ streamer cho biết cô vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với anh. Chia sẻ trên một livestream, Linh Ngọc Đàm từng tiết lộ bản thân cứ có người mới là sẽ kể cho bạn trai cũ biết, coi anh như một người bạn thật sự. Giờ đây Linh Ngọc Đàm cũng đã có một mối tình rất tốt đẹp, bạn trai cô không phải là người Việt Nam. Dù vậy, qua những hình ảnh clip nữ streamer đăng tải, khán giả có thể dễ dàng nhận thấy anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính cách tinh tế, thích cưng chiều bạn gái. Thời điểm Duy Nhỏ và Khánh Huyền tổ chức đám cưới, bạn trai ngoại quốc của nữ streamer cũng đăng tải hình ảnh khóa môi Linh Ngọc Đàm trên trang cá nhân, kèm dòng chữ ngọt ngào: "Tạm dịch, khi anh nhìn em, anh biết mình đã yêu và em cười vì em biết điều đó." Hành động đó như một cách thể hiện đánh dấu chủ quyền, giúp anh nhận về hàng loạt lời khen từ dân tình. Giờ đây cả Linh Ngọc Đàm và Duy Nhỏ đều đã tìm được cho mình một mối quan hệ mới. Cả hai cũng luôn dành sự tôn trọng đối với người mới của đối phương. Khán giả mong rằng sau Bột, nữ streamer cũng sẽ sớm yên bề gia thất với bạn trai ngoại quốc. Được biết Duy Nhỏ có biệt danh là Bột và Linh Ngọc Đàm, từng là cặp đôi rất được yêu thích trên mạng xã hội. Tuy nhiên vào tháng 2 năm 2020, cả hai bất ngờ vướng tin đồn đường ai nấy đi, khiến dân tình không khỏi tiếc nuối. Thậm chí suốt một thời gian sau đó, nhiều người vẫn không ngừng khuyên cặp đôi nối lại tình xưa. Anh chàng này quê ở Đồng Tháp và có mối quan hệ thân thiết với nhiều streamer nổi tiếng khác như Đồ Mixi, Virus, Samasit, Rambo. Trong thời gian quen nhau, người đẹp không ngần ngại công khai người yêu, thường xuyên đã xuất hiện trên sóng livestream hoặc video YouTube. Tuy nhiên, yêu nhau hơn một năm, Linh Ngọc Đàm tuyên bố đã chia tay, đồng thời tiết lộ lý do là vì không có thời gian chăm sóc nhau nên tình chúng mình chẳng khác gì tình đồng chí, nên đã quyết định buông tay nhau. Điều đáng nói, hậu chia tay, nữ streamer vẫn giao hảo tốt với người yêu cũ. Dù mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng, nhưng vẫn luôn dõi theo ủng hộ nhau trên mọi bước đường sự nghiệp. Đây là điều mà không phải cặp đôi nào sau khi đường ai nấy đi cũng giữ được mối quan hệ như vậy. Trước hàng loạt bình luận không hay, nữ streamer đã phải tự mình lên tiếng. Cô cho biết bản thân mình và Duy Nhỏ đều muốn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Quãng thời gian hạnh phúc khi xưa cũng được cả hai trân trọng, coi đó là kỷ niệm. Tuy nhiên không vì vậy mà bản thân buồn lòng khi thấy đối phương tìm được hạnh phúc mới. Cách chia tay văn minh của hai người cũng từng khiến nhiều người nể phục.